vi cung song tử tháng 9 năm 2022, hãy chăm chỉ tích cực. Một số bạn có thể đã sẵn sàng cho một sự thay đổi toàn diện trong sự nghiệp từ ngày 10 tháng 9. Bạn cảm giác như là bong bóng vỡ. Có lẽ bạn đã quá lý tưởng về các mục tiêu hiện tại của mình hoặc thời hạn mà bạn đã cho bản thân để đạt được chúng. Nếu bạn không phù hợp với mục đích lớn hơn, giai đoạn này có thể còn khó khăn hơn. Bạn sẽ phải đối mặt với những thách thức trong sự nghiệp của mình trong tháng này. Bạn đang làm mọi thứ không ổn, và sự thật này khiến bạn thất vọng. Hãy làm việc tích cực chăm chỉ cho những điều bạn muốn thể hiện trong cuộc sống. Bạn hãy lắng nghe những lời khuyên mà mọi người dành cho bạn. Đã đến lúc bạn quyết định nên tiếp tục con đường sự nghiệp cũ hay chọn một con đường khác phù hợp nhất với bạn. Bạn thấy mình suy nghĩ quá nhiều về lĩnh vực tình cảm. Sao thủy nghịch hành trong lĩnh vực tình cảm của bạn vào ngày 9 tháng 9 có thể tạo ra một quyết định về đời sống tình cảm của bạn khiến bạn cảm thấy vô cùng choáng ngợp. Bạn có thực sự có thời hạn cho việc này không hay là do bạn tự áp đặt? Dù thế nào đi nữa, trước ngày 25 tháng 9, bạn có thể làm lại một điều gì đó hoặc sẽ có một khởi đầu hoàn toàn mới. Các vấn đề trong gia đình cũng có thể trở nên hạnh phúc hơn do bạn và một người thân cuối cùng đã sẵn sàng để giải quyết và khôi phục lại hòa khí trong gia đình. Điều đó thật tuyệt vời. Về tài chính, bạn có thể tự hào về bản thân vì những nỗ lực hướng tới cuộc sống tốt nhất và đạt được tự do tài chính. Quản lý các công việc kinh doanh của bạn vì khi đó bạn sẽ tăng dòng tài chính trong cuộc sống của mình. Tử vi sức khỏe cung song tử muốn bạn chăm sóc sức khỏe răng miệng của mình và đảm bảo rằng nha sĩ kiểm tra răng cho bạn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu thấy hay và ý nghĩa, hãy thích, chia sẻ và đăng ký kênh FNL Vận mệnh và Nhân sinh để cập nhật những thông tin mới nhất. Lưu ý, thông tin chỉ mang tính chất tham khảo và nghiệm lý.